kính thưa hai linh thưa thủy tổ đầu họ Phạm Vi thôn Đề Chi xã Thủy Lôi huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên, hôm nay ngày 12 tháng 3 năm Quý Mão, dòng họ Phạm Di long trọng tổ chức khánh thành nhà thờ đại từ đường dòng họ Phạm Di. Con thay mặt cho trưởng lão Phạm Duy Hưng cùng các thế hệ dân rể trai gái dòng họ Phạm Di thôn Đề Chi lòng thành hương đăng hoa quả lễ vật phẩm quả trầu cau hương trầu trà rượu thuốc chè và các lễ nghi thịnh soạn kính dân linh ban thờ gia tiên và cho xin phép được kính mời thần hoàng bản thổ đại vương đông chủ tư mệnh táo phổ thần quân long mạch chính thần bản gia thổ công cùng với các tiên linh các thế hệ dòng họ Phạm Duy về tại từ đường dòng họ Phạm Duy để nay lâm kiến thưởng chứng minh lòng thành tâm đức của dâu rể trai gái dòng họ Phạm Duy. Trước hết con xin phép được cung thỉnh thượng thủy tổ dòng họ Phạm Duy thôn Đề Chi cụ Phạm Công Tài cùng cụ bà Ngô Thị Ao ngộ tán tại đấu cao. Con xin cung thỉnh nhị đại thượng thủy tổ dòng họ Phạm Duy thôn Đề Chi cụ Phạm Duy Hiền cùng cụ bà Ngô Thị Giang ngộ tán tại Mỏ Cầu. Con xin cung thỉnh thủy tổ tam đại cụ Phạm Công Tính cùng cụ bà Trần Thị Tươi ngộ tán tại Phủ Lỗ. Con xin cung thỉnh thủy tổ tứ đại cụ Phạm Duy Doãn cùng cụ bà Vũ Thị Yên ngộ tán tại Con Chuột. Con xin cung thỉnh ngũ đại ông anh xin phái thượng cụ Phạm Duy Diễn cùng cụ bà Vũ Thị Liên Vũ Thị Nương ngộ tán tại Mã Mèo. Con xin cung thỉnh ngũ đại của em xin phái hạ cụ Phạm Duy Quỳnh cùng cụ bà Phạm Thị Khả ngộ tán tại Con Chuột một tháng tại mà mèo. Con xin cung thỉnh bốn bà cô tổ trong dòng họ Phạm Duy và Phạm Thị Tâm và Phạm Thị Tính và Phạm Thị Giác và Phạm Thị Đông cùng các chân linh các thế hệ dòng họ đã y quy theo tiên tổ về nay theo tiếng gọi của các con các cháu mời chân linh các thế hệ các cụ theo chân lối gót cụ thượng thủy tổ Phạm Công Tài về tại từ đường dòng họ Phạm Duy như nơi từ đường mới mà các con các cháu vừa mới xây dựng để mời các cụ về để chứng giám tấm lòng thành của các con các cháu phục hộ độ trì cho các con các cháu trong dòng họ Phạm Duy được mạnh khỏe, được bình an, được an khang thịnh vượng. Nhân buổi lễ khánh thành trang trọng này, hôm nay chúng con có mời đoàn tế quan của xã thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về đây phục vụ gia tiên dòng họ một tuần tế. Trước hết để cầu an, cầu yên cho chân linh họ tập. Sau đó là cầu phúc, cầu lộc, cầu sức khỏe, cầu tài cho toàn thể con cháu tội lạc dòng họ Phạm Duy. Với tấm lòng ấy, con xin phép được cầu xin chân linh tổ đường về chứng giám cho lòng thành của các con các cháu phù hộ độ trì cho đoàn thế nam thôn Hải Yến, xã Hải Triều được mạnh khỏe, được dồi dào trí lực để tiếp tục làm những công việc đầy ý nghĩa này. Và thay mặt cho dòng họ Phạm Duy trước khi
tuyển tế cầu an cầu yên cho chân linh hoạt động và cầu phúc lộc cho các con cháu. Chúng tôi thay mặt cho dòng họ Phạm Vi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới đoàn Thế An thôn Hải Yến, xã Hải Triều và kính chúc các cụ ông các bà mạnh khỏe. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của thiên tình của các ông các bà và các bác. Xin trân trọng cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa anh linh thiên tổ hội đồng các tộc họ Phạm Vi, kính thưa các quý vị khách quý và toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, dâu rể, trai gái, nội ngoại cùng hội đồng gia tộc họ Phạm Vi đã có mặt tại đây để tham dự chương trình đại lễ các ban thánh thành nhà thờ dòng họ Phạm Vi tại Lệ Chi Thủy Lôi Thiên Nữ Hưng Yên. Kính thưa quý vị khách quý, hòa chung khí thế thi đua của cả nước, mọi nhà, mọi tổ chức xã hội thi đua hăng say học tập, lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng những ngày lễ lớn trọng đại của đất nước, cũng như bước sang năm mới, mọi người, mọi nhà đón năm mới thắng lợi mới trên mọi lĩnh vực. Kính thưa các quý vị khách quý, thưa hội đồng gia tộc họ Phạm Duy, thưa toàn thể bà con họ tộc gần xa, cổ nhân dạy rằng cây có gốc mới nở cành xanh ngọt, nước có nguồn với bể cả sông sâu, người ta nguồn gốc từ đâu, trước là thiên tổ rồi sau có mình. Trong không khí chào đón xuân mới năm Quý Mão, ngày hôm nay liên tiếp tháng lành, hội đồng gia tộc họ Phạm Duy đã chọn ngày 1 tháng 5 2023, tức 12 tháng 3 2023 năm Quý Mão. Hội đồng gia tộc đã họp bàn và trân trọng mời đoàn tế nam quan, nữ quan chúng tôi ở Hải Yến, Hải Triều, Tiên Nữ, Hưng Yên về đây dâng hương tế tổ và long trọng tổ chức lễ khánh thành để kính báo với tổ tiên. Trước tiên là thành kính thắp một nén tân hương với đạo lý uống nước nhớ nguồn, con người có tổ có tâm, như cây có cội, như sông có nguồn. Phát huy truyền thống của hội đồng gia tộc họ Phạm Duy luôn luôn đoàn kết trên mọi lĩnh vực, giáo dục con cháu giữ nếp sống thuần phong mỹ tục của hội đồng gia tộc nói chung và các ngành chi phái nói riêng. Nói như những lớp cha ông đi trước, con cháu nối tiếp theo sau, con cháu muôn đời nhớ về cội nguồn, nhớ các bậc tiền nhân cùng hướng dòng thành kính của mình về với tổ tiên dòng tộc. Những điều tốt đẹp này đã được con cháu dòng họ Phạm Duy bao đời nay gìn giữ ghi sâu và lưu truyền mãi sau. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể hội đồng gia tộc, chiều theo ý chỉ của tổ tiên và ý nguyện của con cháu trong dòng họ Phạm Duy, nhất tâm thành kính dâng lên những kính dâng lên thiên tổ một lời thơ thờ tự để con cháu có dịp về đây tri ân và phụng thờ tiên tổ. Ngày hôm nay, ngày thiên cát nhật, các nhà thờ đã được lên với vẻ cổ xưa pha lẫn với nét văn hóa truyền thống của người Việt, đặt tại trên mảnh đất địa linh chân Việt của quê hương Lệ Chi. Đó là việc làm rạng rỡ vinh quang cho tổ tiên hội đồng gia tộc họ Phạm Duy, góp phần gìn giữ và phát triển bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Kính thưa hội đồng gia tộc, dòng họ Phạm Duy ta như cây đại thụ chắc dễ, nhiều cành, đâm chồi nảy độc, tỏa bóng sung xê, sinh ra con cháu các hàng, quế hè thịnh vượng, họ Trường Vương Anh. Hôm nay nhân tiết tháng lành, cháu con tính lễ tâm thành dâng lên, con dâng lên bái yết tổ tiên, nguyện nai tiên tổ lai lâm độ trì, chim tung cánh nương nhờ tiên tổ, nguyện nai tiên tổ, A-di-đà Phật. Kính thưa các quý vị khách quý, thưa hội đồng gia tộc họ Phạm Duy, họ Phạm Duy ta dù trẻ già trai gái, dù ở xa hay ở gần trên khắp mọi miền đất nước, đều một lòng hướng về tiên tổ, nơi quê cha đất mẹ, một lòng thành kính với dòng tộc và tiên tổ. Dòng họ Duy ta có rất nhiều người con thành đạt trong mọi lĩnh vực, đóng góp vào xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh và tươi sáng. Đó là nhờ hồng phúc của tổ đường, ông bà, cha mẹ, Phạm Duy tổ đường, thiên nhiên khác, lối dòng truyền thống vạn đại vinh, tổ tiên hồng phúc lưu hậu thế, từ tôn đức dạng sáng tiền nhân. Trong ngày thánh kiệt hôm nay và tế lễ con cháu nội ngoại của dòng họ Phạm Duy,
chắc ai cũng vô cùng hân hoan và phấn khởi. Trước một nhà thờ được tạo dựng khang trang rực rỡ, ai cũng mãn nguyện trước việc làm đầy hiếu nghĩa này. Kính thưa quý vị khách quý, thưa toàn thể hội đồng gia tộc, để trước khi vào làm tế lễ thành kính dâng lên tiên tổ, kính xin các quý vị chân linh gia tiên tiền tổ tế lễ các băng thánh thần và tế các chân linh được tiên ngôi chính vị của hội đồng gia tộc. Xin mời mọi người cùng đoàn tế nam quan nữ quan thắp nén tân hương kính dâng lên hội đồng gia tộc tuần hương tuần hoa cùng hoa trái chín thơm. Đó là biểu hiện sự đoàn kết của hội đồng gia tộc và tinh hoa trong mỗi con người chúng ta, nhuộm đậm màu sắc văn hóa văn minh cho thế giới hòa bình. Kính thưa các quý vị khách quý, thưa hội đồng gia tộc, thưa ông trưởng nam và các gia đình, để tỏ lòng biết ơn tổ đường và các chân linh, trước khi vào tế cung linh tổ đường và các chân linh dòng họ Phạm Duy, cho phép tôi thay mặt cho đoàn tế nam quan nữ quan cùng ban nhạc công xin gửi tới các quý vị khách quý hội đồng gia tộc cầu cho bách gia trăm họ, cầu cho quốc thái dân an, chúc cho đại gia đình sang năm mới mạnh khỏe an khang thịnh vượng, mọi sự như ý, nhà nhà hạnh phúc, hội đồng gia tộc luôn luôn đoàn kết, chúc cho buổi tế viên mãn thành công rực rỡ. Kính mong quý vị cùng toàn thể hội đồng gia tộc động viên tinh thần cho anh chị em trong đoàn chúng tôi bằng một tràng pháo tay. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn chúng tôi rất dễ làm xúc động, thấy sự đón tiếp cởi mở chân thành nồng hậu với tấm lòng mến mộ và hiếu khách của hội đồng gia tộc nói chung và cô dì chú bác của ngành chi phái nói riêng. Anh em như thể tay chân, như da với thịt, như cây với cành, nhà cổ truyền đã để lại trong bao đời nay, dân đoá hoa tươi tỏ lòng thành kính, mở hội dân hương ta nhớ lại bình sinh. Đó là nền văn hóa nghệ thuật lưu truyền kim cổ. Sau đây một hồi trống điểm vang lên với các tiết mục tế tranh tiền, múa hoa và tế thần do đoàn tế nam quan nữ quan cung nghinh tế tổ hội đồng gia tộc họ Phạm Duy và bác chân linh xin phép được hành lễ. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
phúc và tại nhà thờ. Đồng nay hiến hương kính cáo đấng chủ tư mệnh táo phủ thần quân ngũ tử tôn thần mặc vì chiếu tam đồng nay dám cách hâm mi hưởng tổ tiên chứng giám của con cháu rồi mày họ luôn được bình an khang thái mọi sự tốt lành hạnh thông an lạc hạnh phúc thuận hòa vạn sự như ý tốt đẹp thành công sở cầu như ý sở nguyện tổng tâm đại tâm lòng thành cúi xin chứng giám
Thank you.
là tế nữ quan, nam quan chúng tôi đến đây tế ngài. Trong lúc làm việc tế lễ không có việc gì sơ suất, mong tất cả các cụ, các ông, các bà hãy được thứ cho đoàn chúng tôi, và có gì sơ suất mong các cụ, các ông, các bà hãy tham gia và góp ý kiến cho đoàn chúng tôi, xin chân thành tiếp thu. Một lần nữa tôi thay mặt cho đoàn xin gửi tới các cụ, các ông, các bà toàn thể đại gia đình mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Kính thưa các ông bà trong đội Nam Quang, Nguyễn Quang, thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên. Hôm nay, dòng họ Phạm Vi vô cùng phấn khởi, long trọng tổ chức lễ khánh thành từ đường dòng họ Phạm Duy, thôn Đại Chi. Nhân lời mời của gia đình của dòng tộc Phạm Duy, các ông, các bà, đội Nam Quang, Nữ Quang, thôn Hải Yến, xã Hải Triều đã không quản ngại trời rét nắng nôi nóng bức, đã bước chút thời gian về đây để chúc dòng họ chúng tôi một tuần tế. Trước hết là để cầu an cầu yên cho chân linh tổ đường, cho chân linh các thế hệ dòng họ Phạm Duy, và cũng là để cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu mạnh khỏe cho toàn thể anh em con cháu, dâu rể trai gái dòng họ Phạm Duy chúng tôi. Điều này đã góp phần làm nên sự thành công lớn của dòng họ chúng tôi, và trong màn biểu diễn múa hát và lễ tổ của đoàn, điều này thể hiện rất trang trọng, mà múa hát của các vị rất là hay, rất là đẹp, và chúng tôi đã tăng thêm rất là nhiều cảm xúc với tiên tổ, với an ninh dòng họ Phạm Duy. Và không biết nói gì hơn, trong lúc này thay mặt cho ban tổ chức, cho anh em con cháu trong dòng họ Phạm Duy, xin có lời cảm ơn chân thành nhất tới đoàn Nam Quang, Nữ Quang, thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Nữ, tỉnh Hưng Yên, và chúc các ông, các bà, các quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang, thịnh vượng, và cũng một lần nữa mong các vị được dồi dào sức khỏe để có nhiều điều kiện làm những việc làm đầy ý nghĩa này. Một lần nữa xin đa tạ, cảm ơn. Và xin mời ông trưởng đoàn hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đã đưa đoàn về đây để giúp chúng tôi một tuần lễ rất trang trọng và rất tốt đẹp. Dòng họ Phạm Duy chúng tôi có một nắng hoa và được một chút quà thay lời cảm ơn của dòng họ chúng tôi. Xin mời ông trưởng đoàn ghi nhận hoa và chúng. Xin cảm ơn tất cả các vị.